Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của IELTS Lango. Mình đoán là các bạn đang thấy khá bất ngờ về setup khác lạ này của chúng mình đúng không? Với góc quay mới này thì mỗi tháng một lần chúng ta sẽ được gặp nhau qua một video vừa trải bài vừa học tiếng Anh trong series Spiritual English, tiếng Anh hệ tâm linh. I'm Jessica and let's get a tarot reading. Mình là tarot reader, người đọc bài tarot và bạn là tarot querent, người nghe trải bài. Ở đây mình có một vài bộ bài. Bộ bài tiếng Anh sẽ gọi là deck. Và ba tụ bài, 3 card clusters. Tụ 1, đá thạch anh hồng, rose quartz. Tụ 2, thạch anh tím, amethyst. Và tụ 3, đá mắt mèo, opal. Chủ đề của chúng ta hôm nay là câu chuyện tình yêu tháng 9, September Love Story. Vậy nên hãy tập trung nghĩ vào câu chuyện tình cảm của các bạn. Hít sâu và chọn một tụ bài mà bạn cảm thấy most drawn to, tức là thu hút nhất nhé. Xin chào các bạn tụ 1. Ở đây các bạn có lá Queen of Cups, Strength và The Sword. Đây là một trải bài rất tích cực đối với cả các bạn chưa có đối tượng lẫn đã có đối tượng rồi. Hãy cùng nhìn vào bộ từ khóa nhé. Hope, Inspiration, Forbearance, Compassion và Intuition. Đối với các bạn còn độc thân, đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ. Expand your relationships. Tấm lòng yêu thương và sự tử tế của các bạn sẽ trở thành chất xúc tác để tạo ra các cơ hội tình cảm mới. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy chủ động ra ngoài để kết bạn và hòa nhập với mọi người nhé. Bạn đã luôn ở vị thế của một giver, người cho đi trong thời gian qua. Video này là tín hiệu từ vũ trụ cho thấy thời điểm này là giai đoạn cực kỳ phù hợp để hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ quay ngược trở lại với bạn. Còn các bạn đã có người yêu hoặc một mối quan hệ thì khả năng cao là sắp tới, liên kết giữa bạn và đối tượng của mình sẽ càng trở nên sâu sắc hơn, đưa tình cảm lên một tầm cao mới. Đây có vẻ là một mối quan hệ gắn bó lâu dài, a long term hoặc là a committed relationship. Hai bên cùng hỗ trợ và mang lại niềm vui, lợi ích cho nhau. Có thể nói là everything is on the right track đối với câu chuyện tình cảm của các bạn tụ 1 trong tháng 9 này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tụ 2 của ngày hôm nay nhé. Chào mừng các bạn tụ 2, tụ đá thạch anh tím. Có vẻ như trong tháng 9 này thì tụ 2 sẽ đón nhận một sự thay đổi lớn trong chuyện tình cảm của mình. Với ba lá Death, Ace of Swords and the Hermit. Đây là bộ từ khóa của các bạn. And, change, introspect, intellectual power and tenacity. Một giai đoạn cũ trong câu chuyện tình cảm có thể đã sắp kết thúc. Điều này có thể dẫn tới sự thay đổi về năng lượng trong mối quan hệ hoặc đối với một số bạn thì là kết thúc của một mối quan hệ. Lá bài Ace of Swords cho thấy bạn nên nghe theo lý trí của mình và hãy nhìn nhận mối quan hệ một cách khách quan, no bias hoặc là without bias. Try to see things from different angles. Hãy tập xem xét mọi thứ từ những góc độ khác nhau. Nếu bạn có điều cần nói với đối phương thì đây là thời điểm thích hợp để bày tỏ suy nghĩ của mình. Dù cuộc nói chuyện có đưa tới quyết định như thế nào thì các bạn cũng sẽ có thời gian quan sát và tập trung vào bản thân nhiều hơn. Từ introspect có nghĩa là tự tìm hiểu, xem xét thế giới nội tâm của mình. Hãy yêu thương và chăm sóc chính mình hơn nữa nhé. Còn nếu bạn đang độc thân, trạng thái này có vẻ sẽ sớm có sự biến đổi thôi. Hãy chủ động hơn, be proactive trong việc mở lời, bắt đầu một cuộc hội thoại hay bộc lộ tình cảm và cảm xúc của mình ra bên ngoài. Thế giới nội tâm của bạn có thể phong phú và phức tạp hơn bạn nghĩ nhiều đấy. Và cuối cùng là các bạn tụ 3. Các bạn đã chọn viên đá mắt mèo. Đây là tụ bài có nhiều câu chuyện và cảm xúc phức tạp nhất trong video ngày hôm nay của chúng ta. Ace of Pentacles, Ten of Cups and Ten of Swords. Hãy xem qua list từ khóa để thấy rõ những mâu thuẫn về mặt cảm xúc, emotional conflicts của các bạn nhé. Một mặt chúng ta có peaceful, well-being, belief, nhưng đồng thời lại có cả mental damage và suffering. Hầu hết các bạn chọn tụ 3 hiện đều đang muốn hướng tới sự tích cực và tận hưởng niềm vui. Nhiều bạn đang ở trong một mối quan hệ lâu dài có thể đã bắt đầu tính tới việc về chung một nhà, to be under one roof. Tuy nhiên, trong quá khứ, có thể bạn hoặc đối phương đã từng trải qua sự tổn thương hoặc thậm chí là chấn thương tâm lý, trauma, gây ảnh hưởng tới niềm tin của các bạn về mối quan hệ hiện tại. Lời khuyên cho các bạn đó là hãy kiên nhẫn với bản thân và đối phương. Take your time. Bạn không cần phải thúc ép bản thân tích cực mọi lúc để bảo toàn mối quan hệ. Hãy nhớ rằng, positive only, batteries won't work. Còn với các bạn đang độc thân, single and available, thì mình biết rằng các bạn đều đang hào hứng và sẵn sàng tìm kiếm hoặc là gặp gỡ những khởi đầu mới. Dù vậy, thì đừng để cảm xúc dâng trào của mình trở thành sự thiếu cẩn trọng nhé. Don't dive in head first. Đừng vì yêu mà cứ đâm đầu nhé.
hãy để ý hơn tới những tín hiệu cảnh báo mà chúng ta hay gọi là red flags để có những nhận định và quyết định đúng đắn hơn. And that's the end for our video today. Hy vọng các bạn đã không chỉ nhận được những thông điệp thú vị mà còn lưu lại được những từ vựng tiếng Anh hữu ích. Hãy comment cho chúng mình biết chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn IELTS Lango thực hiện là gì nhé. Hẹn gặp lại các bạn!